Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đêm nay vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Ngoài ra, thì vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cũng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, biển động, thủy triều cao kết hợp với sóng lớn và nước dâng do gió mạnh nên có thể gây sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ. Trở lại với thời tiết trên đất liền, hôm nay nhiều vùng miền trên cả nước vẫn còn có mưa. Khu vực phía Nam tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa dông xảy ra bất chợt, có điểm mưa trên 90mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trên cả ba miền của đất nước đều không quá 33 độ. Một số nơi vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ thì nhiệt độ thấp nhất xuống còn 24 cho đến 27 độ. Thời tiết khá mát mẻ và mưa sẽ còn tiếp diễn trong ngày mai 15 tháng 7. Cục bộ có mưa to và thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Dự báo mưa sẽ giảm dần và trong hai ngày nghỉ cuối tuần, nắng, có nơi nắng nóng sẽ quay trở lại Bắc và Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 25 cho đến 28 độ và cao nhất là từ 35 cho đến 38 độ, có nơi là trên 38 độ. Cụ thể, thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực trung du và vùng núi, mây thay đổi, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 35 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực thành phố Vinh có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 34 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Thông tin thời tiết các tỉnh thành sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.